Chào các em, học sinh thân mến. Hôm nay cô lại tiếp tục cùng đồng hành với các em thêm một văn bản văn học. Bức tranh của em gái tôi của nhà văn Tạ Duy Anh. Trước khi vào bài học, cô và các em cùng nhớ lại những nội dung chính của văn bản Sông nước Cà Mau. Trên màn hình là hình ảnh dòng sông Năm Căn, cảnh chợ Năm Căn đông vui tấp nập trù phú. Vậy, em hãy nêu những nét chính về nội dung và nghệ thuật của văn bản Sông nước Cà Mau của nhà văn Đoàn Giỏi. Văn bản miêu tả sông nước Cà Mau đẹp, rộng lớn, hùng vĩ, đầy sức sống. Chợ Năm Căn tấp nập, trù phú, độc đáo ở vùng tận cùng phía Nam của Tổ quốc. Bức tranh thiên nhiên và cuộc sống ở vùng Cà Mau hiện lên vừa cụ thể vừa bao quát, thông qua cảm nhận trực tiếp và vốn hiểu biết phong phú của tác giả. Như chúng ta đã biết, tình yêu thương dành cho trẻ trong những trang văn trang đời đã trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà văn nhà thơ. Trong đó, nhà văn Tạ Duy Anh đã gửi đến chúng ta một tác phẩm rất ấn tượng, Bức tranh của em gái tôi. Đó cũng chính là nội dung bài học mà hôm nay cô cùng các em tìm hiểu. Với bài học này, cô mong muốn các em hiểu được nội dung truyện, tình cảm trong sáng và lòng nhân hậu của em gái giúp người anh nhận ra phần hạn chế của mình để tự hoàn thiện bản thân, và cách thể hiện vấn đề giáo dục không giáo huấn mà tự nhiên sâu sắc, tự nhận thức của nhân vật chính, nắm được nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật và nghệ thuật kể chuyện. Về kỹ năng, sau bài học, các em đọc diễn cảm, giọng đọc phù hợp với tâm lý nhân vật. Hiểu được nội dung văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả tâm lý nhân vật, giúp các em rèn kỹ năng kể chuyện theo ngôi kể, kể tóm tắt câu chuyện trong một đoạn văn ngắn. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu bài học. Trước tiên, cô sẽ khái quát cho các em một số nét về tác giả Tạ Duy Anh. Tạ Duy Anh tên khai sinh là Tạ Viết Dũng, tên thường dùng là Tạ Viết Đãng, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1959. Quê ông ở thôn Cổ Hiền, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Tây, nay là huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Bút danh khác của Tạ Duy Anh, Lão Tạ, Chu Quý, Bình Tâm. Ông từng làm cán bộ giám sát chất lượng bê tông ở nhà máy Thủy Điển Hòa Bình, trung sĩ bộ binh ở Lào Cai. Hiện ông là biên tập viên tại nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Tạ Duy Anh trở thành hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam từ năm 1993. Ông đặt giải truyện ngắn nông thôn Báo Văn Nghệ, Báo Nông Nghiệp và Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức, tạp chí Văn Nghệ Quân Đội. Là nhà văn hiện đại, là cây bút trẻ của thời kỳ đổi mới, tác phẩm của ông mang hơi thở của cuộc sống hiện đại. Số tác phẩm của Tạ Duy Anh: Trò đùa của số phận, Láo khổ, Hiệp sĩ áo đỏ, Con dế ma. Tạ Duy Anh luôn dành những ưu ái cho các em thiếu nhi. Hiệp sĩ áo cỏ, Phép lạ, Bản nhạc con đà điểu và Bức tranh của em gái tôi. Với Tạ Duy Anh, qua 20 năm cầm bút, là một người không bao giờ cho phép mình ngồi vào bàn viết mà lại thiếu sự nghiêm túc, tỉnh táo, chú ý từng chữ một, vẫn luôn trăn trở tìm cách đổi mới tư duy, quan điểm nghệ thuật, làm mới tác phẩm. Chỉ những điều đó khiến tác phẩm của ông lúc ra đời luôn có một cuộc sống riêng. Những trang viết về thiếu nhi, Tạ Duy Anh luôn dành những lời văn trong trẻo nhất. Và quan điểm nghệ thuật ấy đã thổi hồn vào các tác phẩm của nhà văn. Truyện ngắn Bức tranh của em gái tôi xuất bản năm 1999, in trong tập Con dế ma, đạt giải nhì trong cuộc thi viết Tương lai vẫy gọi do báo Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức năm 1998. Để hiểu được tác phẩm,
thì phần đọc vô cùng quan trọng. Các em đọc đúng thì các em mới tìm hiểu đúng các chi tiết ở trong tác phẩm. Đọc đúng các em mới thấm thía được ý nghĩa của câu chuyện. Ở bài này, các em sẽ đọc như sau. Từ đầu đến có vẻ vui lắm, các em đọc với giọng rõ ràng, có vẻ khinh khỉnh, xem thường người em gái. Đoạn tiếp theo, từ những mọi bí mật phát huy tài năng đến kể từ hôm đó với cháu. Các em đọc với giọng bực bội, khó chịu. Đoạn còn lại, các em đọc với giọng xúc động, đúng với tâm lý của nhân vật. Khi tìm hiểu một tác phẩm tự sự, người ta thường quan tâm tới sự việc và nhân vật. Trên màn hình, cô đang giới thiệu với các em các sự việc tiêu biểu ở trong tác phẩm. Sự việc mở đầu giới thiệu cô em gái, sự việc thắt nút phát hiện ra tài năng hội họa của Kiều Phương, sự việc phát triển người anh đố kỵ ghen ghét với em gái, và sự việc mở nút chính là bức vẽ anh trai tôi đạt giải nhất. Sự việc kết thúc, người anh hiểu được tâm hồn và lòng nhân hậu của em gái. Dưới đây là một ví dụ về tóm tắt câu chuyện. Câu chuyện kể về hai anh em Kiều Phương còn gọi là Mèo. Qua lời kể của người anh, Mèo là một cô bé hay nghịch ngợm nhưng lại có năng khiếu vẽ đặc biệt. Khi chú Tiến Lê phát hiện ra tài năng hội họa của em gái, người anh gắt gỏng xa lánh Mèo, nhưng thật bất ngờ, bức tranh đạt giải của Kiều Phương lại là bức vẽ về người anh thân yêu của mình. Đứng trước bức tranh Anh trai tôi, người anh nhận ra tấm lòng nhân hậu của em gái và hối hận vì đã có lúc mình đối xử không đúng với em. Ở bài này, một số từ khó, các em nhìn vào sách giáo khoa trang 33. Thể loại: bức tranh của em gái tôi thuộc thể loại truyện ngắn. Nhà văn Tạ Duy Anh đã sử dụng phương thức biểu đạt, tự sự, miêu tả và biểu cảm. Sau khi các em đọc và tóm tắt tác phẩm, thử suy nghĩ cho cô hai câu hỏi. Thứ nhất, nhân vật chính trong truyện là ai? Kiều Phương, người anh trai hay là cả hai anh em? Vì sao em cho đó là nhân vật chính? Câu thứ hai, truyện được kể theo lời kể của nhân vật nào? Việc lựa chọn vai kể như vậy có tác dụng gì? Ở truyện bức tranh của em gái tôi, cả nhân vật Kiều Phương và người anh trai đều là nhân vật chính, nhân vật trung tâm là nhân vật người anh. Bởi truyện không nhằm khẳng định năng khiếu hay ca ngợi phẩm chất những tốt đẹp của cô em gái, mà chủ yếu truyện muốn hướng người đọc tới sự thức tỉnh lòng ghen ghét, đố kỵ của nhân vật người anh. Chuyện được kể theo lời kể của nhân vật người anh trai, nhân vật xưng tôi, với cách sử dụng ngôi kể này sẽ cho phép tác giả miêu tả tâm trạng một cách chân thật, tự nhiên, chân thực bằng chính lời của nhân vật ấy, tự soi xét tình cảm, ý nghĩ của chính mình để tự vươn lên. Với câu chuyện này,
Nhà văn đã sử dụng ngôi kể thứ nhất, xưng là người anh. Bố cục, ta có thể chia bố cục văn bản thành 3 phần. Phần thứ nhất, từ đầu cho đến là vui lắm, thể hiện tâm trạng của người anh trước khi tài năng của Kiều Phương được phát hiện. Phần 2, từ tiếp, cháu hãy vẽ những gì thân thuộc nhất với cháu, thể hiện tâm trạng của người anh khi tài năng của Kiều Phương được phát hiện. Phần 3, đoạn còn lại, thể hiện tâm trạng của người anh khi đứng trước bức tranh đạt giải của cô em gái. Để các em hiểu sâu hơn về tác phẩm và bức thông điệp mà tác giả muốn gửi tới độc giả, cô mời các bạn sang phần 2 lớn đọc tìm hiểu văn bản. Đối với một tác phẩm từ sự, người ta thường phân tích theo sự việc hoặc nhân vật. Ở văn bản bức tranh của em gái tôi, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu từng nhân vật ở trong truyện. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, nhân vật người anh. Vậy, tâm trạng và thái độ của người anh được miêu tả ở những thời điểm nào? Trước khi phát hiện em có tài vẽ, và khi phát hiện ra tài năng của em, khi đứng trước bức tranh đạt giải nhất của người em gái. Đoạn văn đầu của văn bản có nhiều chi tiết thể hiện thái độ của người anh đối với em gái. Khi tài năng chưa được phát hiện, đặt biệt danh cho em là mèo, nhận xét về em là mặt nó luôn bị chính nó bôi bẩn, hay lục lọi, hành động, bí mật theo dõi em pha chế màu vẽ, xem việc làm của em chỉ là trò trẻ con. Nhà văn đã sử dụng giọng điệu kể cả coi thường. Này, em không để chúng nó yên được à? Trời ạ, thì ra nó chế màu vẽ. Thiếu thiện cảm, tò mò, ra vẻ đàn anh kể cả coi thường nhưng vẫn thân mật tình cảm anh em. Tình cảm ấy có mãi được không khi có sự thay đổi? Khi chú Tiến Lê đến nhà chơi phát hiện ra tài năng hội họa của cô em gái, mọi người trong nhà vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc. Còn tâm trạng của người anh ra sao? Khi tài năng của em gái được phát hiện, tâm trạng và thái độ của người anh đã có sự thay đổi. Tự ti, thất vọng về mình, buồn vì bị mọi người lãng quên, cảm thấy mình bất tài nên bị đẩy ra ngoài. Những lúc ngồi một mình bên bàn học, tôi chỉ muốn gục xuống bàn khóc. Đối với em gái, người anh không thể thân với em như trước nữa. Chỉ cần một lỗi nhỏ ở nó là tôi gắt lên. Nhưng người anh vẫn không thể không quan tâm đến những bức tranh của em gái, lén xem tranh và thầm cảm phục tài năng của em. Phải chăng người anh mặc cảm, tự ti hơn thế nữa, người anh đã ganh tị, đố kỵ với tài năng của em? Ở đây, nhà văn Tạ Di Anh đã sử dụng thành công bút pháp miêu tả tâm lý nhân vật tự nhiên chân thật, thể hiện đúng tâm lý của tuổi mới lớn. Giữa thi đua và ganh tị có một sự khoảng cách, như sự xấu xa và đức hạnh. Người anh đã không thể bước qua sự ranh giới ấy, mà đã bước sang sự đố kỵ. Chính sự đố kỵ đã tạo khoảng cách lớn giữa tình cảm anh em. Câu chuyện sẽ như thế nếu không có một sự việc bất ngờ xảy ra. Bức tranh của Kiều Phương đạt giải nhất. Ngày dự lễ, trao giải anh trai đi cùng. Đứng trước bức tranh của em gái, người anh sẽ như thế nào? Đứng trước bức tranh đạt giải nhất của cô em gái, người anh đan xen nhiều cảm xúc,
ngỡ ngàng, hãnh diện, xấu hổ, hối lỗi. Sững người bất ngờ vì em gái vẽ chính mình, lại vẽ rất đẹp. Hãnh diện vì vẻ đẹp của mình trong tranh, xấu hổ vì nhận ra em gái đã vẽ mình bằng tình yêu và lòng nhân hậu, bằng sự tự tin tưởng ở những điều tốt đẹp nhất ở anh trai, trong khi bản thân mình không tốt như em gái vẽ. Hối lỗi vì lòng đố kỵ của mình, tôi muốn khóc quá. Đấy là một bức tranh đẹp về thể chất lẫn tâm hồn. Bức tranh đã trở thành tấm gương để người anh soi vào. Tạ Duy Anh đã nói đến sự lựa chọn ngôi kể. Tại sao chọn ngôi tôi và lại là người anh? Câu chuyện hướng tới sự thức nhận của con người và những điều chưa hoàn thiện mình, và để hoàn thiện hơn, người anh tự nhận ra những điều đó ở bản thân mình, bởi sự nhận thức bao giờ cũng thấm thía hơn. Các em quan sát lại diễn biến tâm trạng thái độ của nhân vật người anh ở từng thời điểm. Khi tài năng hội họa của em gái chưa được phát hiện, người anh coi thường em, coi thường việc làm của em chỉ là trò trẻ con. Khi tài năng hội họa của em gái được phát hiện, người anh trở nên mặc cảm, tự ti, đố kỵ. Nhưng đứng trước bức tranh của cô em gái, người anh giật sững người, ngỡ ngàng, hãnh diện, xấu hổ, muốn khóc. Trong lời thì thầm có thể chưa nói ra, nhưng trong suy nghĩ người anh hứa sẽ sửa đổi, hoàn thiện mình, sống tốt đẹp hơn. Diễn biến trong câu chuyện là hoàn toàn hợp lý. Các em có thể thấy một chút mình ở đâu đó, một chút ghen tị khi bố mẹ chiều em hơn, hay chưa thật sự vui trước thành công của người khác. Tạ Duy Anh đã bắt những cái nhìn chân thật nhất trong cuộc sống vào văn học, và qua đây cũng khẳng định tài năng sử dụng nghệ thuật miêu tả tâm lý chân thực tinh tế nhất của nhà văn. Vậy thì ở đây người anh đáng trách hay đáng được thông cảm các em? Có lẽ sẽ có cả hai. Người anh đáng trách nhưng cũng đáng cảm thông vì tính xấu ghen tị chỉ là nhất thời. Cuối cùng người anh đã hối hận, day dứt nhận ra tâm hồn trong sáng của em và hiểu đố kỵ, ghen ghét là tính xấu. Người anh đã có sự thay đổi rất đáng quý trong câu chuyện. Ta cũng nhận thấy sự thay đổi ấy không cần một phép màu nào cả. Như trong câu chuyện cổ tích xưa, để từ một người xấu nhìn nhận ra những điểm tốt, đôi khi cần có một phép màu. Nhưng đây cổ tích là đời thường. Phép màu ấy chính là cô em gái Kiều Phương. Chúng ta chuyển sang nhân vật thứ hai, nhân vật Kiều Phương. Chúng ta cùng tìm hiểu về nhân vật Kiều Phương. Các em tìm các chi tiết miêu tả ngoại hình, hành động, tính cách của Kiều Phương. Ngoại hình mặt lúc nào cũng bị bôi bẩn, hành động hay lục lọi các đồ vật tự chế màu vẽ. Tính cách luôn vui vẻ, hồn nhiên, chấp nhận cái tên mà người anh trai đặt là Mèo, vừa làm vừa hát. Kiều Phương rất quý anh trai của mình. Kiều Phương đã dành tất cả tình yêu thương cho anh. Dù anh gắt gỏng vẫn lao vào ôm cổ, vẽ anh bằng sự tình yêu thương, sự quý trọng nhất. Kiều Phương rất hay mê hội họa, tưởng chừng như đó chỉ là đồ chơi, trò nghịch của trẻ con. Nhưng tài năng ấy đã được chứng thực bằng bức tranh anh trai thôi. Nhưng có lẽ quý hơn cả vẫn là tâm hồn của Kiều Phương. Vậy, chúng ta thấy nhân vật Kiều Phương có gì đặc biệt không? Kiều Phương rất đặc biệt. Đặc biệt ở thấy chính là tâm hồn của cô bé. Đối với Kiều Phương, mọi thứ xung quanh đều rất đẹp. Nhưng đẹp nhất vẫn là cách cư xử với anh trai. Khi người anh cáu gắt, Kiều Phương không phản ứng. Khi đi nhận giải thưởng vẫn lao vào ôm cổ anh, em muốn cả cùng anh đi nhận giải. Với nhân vật Kiều Phương,
Ta thấy đây là một cô bé đáng yêu, đáng trân trọng. Có bạn đã hỏi cô, Kiều Phương có biết việc anh trai đố kỵ, ghen ghét mình hay không? Biết hay không biết, ta vẫn thấy cô bé có tấm lòng đáng quý. Biết mà vẫn bỏ qua thì rất nhân hậu. Không biết mà vẫn yêu thương thì rất trong sáng, vô tư. Mọi thứ đối với Kiều Phương đều đẹp, đều thánh thiện. Cô quan sát lại hai nhân vật trong văn bản bức tranh của em gái tôi, nhân vật người em và người anh. Người em nghịch ngợm thì người anh tỏ ra khó chịu. Khi phát hiện người em có tài hội họa, người anh lại ghen ghét đố kỵ. Nhưng khi nhận ra người em có tấm lòng trong sáng nhân hậu, người anh đã nhận ra hạn chế của mình. Bức tranh người anh trai của Kiều Phương đã tỏa ra thứ ánh sáng rất lạ, rất đẹp. Phải chăng thứ ánh sáng ấy chính là tấm lòng nhân hậu của em gái Kiều Phương? Đó cũng chính là sức mạnh của tấm lòng nhân hậu đã cảm hóa được người anh trai. Như vậy, cô và các em đã đi tìm hiểu hai nhân vật trong truyện. Để tổng kết nội dung của bài học, cô mời các em sang mục 3, La Mã tổng kết. Về mặt nghệ thuật trong truyện, các em nắm cho cô một số điểm như sau. Nắm được, tác giả đã miêu tả tinh tế tâm lý nhân vật khéo léo, tinh tế qua cách kể chuyện theo ngôi thứ nhất tự nhiên chân thật, tạo tình huống truyện bất ngờ. Về mặt nội dung, qua câu chuyện người anh và cô em gái có tài năng hội họa, truyện cho thấy tấm lòng nhân hậu của cô em gái đã giúp người anh nhận ra hạn chế ở chính mình. Từ xưa đã có những câu tục ngữ ca dao nói về tình cảm anh em trong gia đình. Anh em như thể tay chân sách lành đùm bọc giữa hay đỡ đần, hay chị ngạ em nâng. Và khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Các em ạ, có tình yêu thương, lòng nhân hậu sẽ có nhiều điều tốt đẹp, không chỉ có ở tình cảm trong gia đình mà còn có nhiều ở tất cả các mối quan hệ khác, tình cảm khác nữa. Các em ạ, văn học là cuộc sống. Nhà văn Tạ Duy Anh qua văn bản bức tranh của em gái tôi cũng muốn gửi tới chúng ta những bài học đáng quý. Ghen ghét, đố kỵ trước tài năng hay thành công của người khác là tính xấu. Cần vượt qua mặc cảm, tự ti để có sự trân trọng. Và niềm vui thực sự chân thành trước tài năng hay thành công của người khác. Tình cảm trong sáng và lòng nhân hậu có thể giúp con người vượt lên bản thân, hoàn thiện mình. Củng cố bài học hôm nay. Về nhà, các em học thuộc ghi nhớ sách giáo khoa trang 35, tóm tắt truyện, viết một đoạn văn thuật lại tâm trạng của người anh trong truyện khi đứng trước bức tranh đạt giải nhất của em gái. Đây cũng là phần luyện tập bài tập 1 sách giáo khoa. Các em soạn bài so sánh tiếp theo. Bài tập viết đoạn văn thuật lại tâm trạng của người anh khi đứng trước bức tranh của cô em gái. Cô lưu ý các em như sau. Về hình thức, các em có thể viết một đoạn từ 6 đến 8 câu, sử dụng ngôi kể thứ ba. Về nội dung thì các em diễn đạt lại tâm trạng của người anh khi đứng trước bức tranh, giật sững, ngỡ ngàng, hãnh diện rồi xấu hổ. Như vậy,
Các em đã học xong truyện ngắn Bức tranh của em gái tôi. Với câu chuyện này, cô hy vọng các em hiểu hơn về tài năng, nghệ thuật của nhà văn Tạ Duy Anh. Các em thấm thía được tâm hồn yêu trẻ của nhà văn và đặc biệt hơn có thêm những suy nghĩ cho bản thân mình. Qua bức tranh được người em vái vẽ bằng cả tài năng và tình cảm trong sáng để biết sống đẹp hơn, ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Tiết học đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các em. Chúc các em học tập tốt.